Giảm phí được hiểu là, hiểu thế này. Giảm phí được hiểu là chi phí trên một sản phẩm phải giảm. Mày làm nào kệ. Đây là trình độ cuối cùng của một doanh nghiệp. Mày làm ra cái ly này hết 10 đồng. Còn tao làm nào chả biết được. Tao không biết được. Tao chỉ biết tao làm hết 8 đồng. Nếu mày chưa biết thì mày đi học mày đi. Tao lao. Mày làm 10 đồng, bố mày làm 8 đồng. Giá bán trên thị trường cái này là 15 đồng. Mà nếu mày làm 10 đồng mày lãi được 5 đồng. Mà tao làm hết 8 đồng tao lãi 7 đồng. Hả? Tao bán 7 đồng. Tao sẽ bán 14 đồng. Và tao vẫn lãi 6 đồng. Tao bán 14 đồng tao hạ mày liên, hạ đứt thị luôn và tao vẫn ăn hơn hơn số bình quân 5 đồng. Có chứ ạ? Tao giết 13 bây giờ mà ăn còn nhiều hơn lãi bình quân. Tao chỉ hiểu ý nghĩa vấn đề là thế. Cho nên là đây là mày làm thế nào kiếm mày này. Giá một sản phẩm là phải giảm. Nhưng chất lượng sản phẩm không giảm. Đó. Nếu mà chất lượng giảm, chất lượng sản phẩm giảm thì tuyệt đối không được nằm trong khái niệm giảm phí. Nhớ điều này. Đằng này các anh chị lại đồng nghĩa vừa hỏi xong trên TV. Thế bây giờ giảm phí thì vấn đề chất lượng nó giảm, mẫu mã nó giảm thì thầy làm thế nào? Biết mà đi. Khái niệm chưa xong mà mày đặt nói chuyện. Ok. Giảm phí không hề nằm trong khái niệm đó nhé. Đấy là về mặt khái niệm rồi xong. Và tí nữa các anh chị bỏ ngay, tôi giảm cái một nửa là các anh chị lại quay về khái niệm của các anh chị. Giảm phí đồng nghĩa với việc là giảm chất lượng. Mà để giảm chi phí cái căn nhà này, các lũ bất động sản thì mẹ phi 12 đủ chuẩn, rút mẹ đi còn phi 6, sau đó rút mẹ đi còn lại là phi 40, nhưng bằng trẻ chứ không phải bằng sẵn. Thế nó gọi là giảm phí bất dạy, chưa bao giờ có khái niệm, nhớ nhé. Thì đấy là một. Bây giờ tổng quan số 2. Cho nên là trình độ kinh doanh của mỗi kẻ nó khác nhau lắm đấy các bạn ạ. Bây giờ nguyên tắc thứ hai về mặt tổng quan của chương trình giảm phí, đó là về mặt nguyên tắc. Về mặt nguyên tắc thế thì giảm phí nó có hai cách. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là trực tiếp. Trực tiếp là gì? Là từng cái phí một tôi sẽ tiến hành quản trị đó. Quản trị là kiểm soát cuộc chơi. Để bạn này, bạn hiểu chứ quản trị ấy cho tôi. Quản trị chồng là cho chồng đi thoải mái nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà mình. Chưa bao giờ quản trị chồng là bắt nó ở nhà cả. Tôi đi suốt ngày nhưng con vợ tôi nó nằm trong tầm quản trị thôi. Các bạn ạ, bằng cách nào đó tôi không cần biết. Vậy thì quản trị giảm phí nghĩa là gì? Từng cái phí một cái chị làm chủ cuộc chơi được. Thế thì bố mày sẽ ém trực tiếp luôn. Một cái kiểu thứ hai là chơi gián tiếp. Các chị ạ, tao muốn quản trị, tao muốn giảm từng cái phí một. Các chị ạ, từng phí phải giảm. Nhưng để giảm từng phí một thì người ta đánh vào, người ta tiến hành quản trị các nhân tố ảnh hưởng tới nó, chứ người ta không quản trị trực tiếp nó. Vậy tôi muốn quản trị chồng tôi. Một, tôi quản trị trực tiếp, không lơ mơ gì cả. Tôi yêu cầu anh không nói chuyện với con đó hết. Còn quản trị gián tiếp là mình quản trị cái môi trường cái thằng chồng nó hoạt động. Tôi không bao giờ tôi cầm anh cả. Nhưng mà tôi với anh có lẽ phải ngồi thảo luận với nhau. Không được đi nhậu quá 10 giờ đêm. Bất kể mọi tình huống anh không nguy biện được. Nhậu mới có hợp đồng. Quên rồi đi. Tôi sẽ dẫn chứng cho anh biết thằng Lê Tổng Dương chưa bao giờ nó nhậu quá 10 giờ mà hợp đồng nó phá sản. Anh đừng nguy biện. Bây giờ tôi không muốn là chẳng hôm nay mà tôi ở nhà tôi sẽ đi với anh. Vì chẳng hôm nay lắm nạn bảo lắm. Hãy giúp thằng chồng cái môi trường
để nó nảy sinh chuyện. Chứ tôi không cấm mối quan hệ nào cả. Các bạn ạ, vậy thì ở đây có hai kiểu quản trị chồng. Còn các anh chị thì không có học, chơi toàn trực tiếp. Mà chơi trực tiếp thì người ta tự ái. Và hiệu suất nó sinh ra nói dối. Không, tôi chơi gián tiếp mà. Vậy thì tôi tác động đến các nhân tố khác, làm cho chi phí của cái ly để nó giảm xuống. Như vậy, tí nữa cái tư duy kinh doanh là gì? Tư duy quản trị chồng là gì? Quản trực tiếp, quản gián tiếp. Ok. Tôi quản trị 40 thằng giáo viên. Thằng nào mà vào dạng đuổi thì tôi quản trị trực tiếp bằng cách tao mới gọi lên. Hôm nay tao với mày nói chuyện kín và tư duy cứng rắn. Thì đấy là quản trị trực tiếp. Và tôi giữ sĩ diện cho nó thật cùng. Chú không nên nhé, minh chứng này. Chỉ có anh với chú đóng cửa lại. Và nếu anh mà đụng nữa tôi lục anh này. Nhưng đa số thì tôi quản trị gián tiếp. Nghĩa là gì? Nó bắt dạy cái bài. Đừng quan tâm. Hãy đẩy toàn bộ những thằng xung quanh nó tốt lên. Thì thằng xấu không thể có môi trường hoạt động được. Mày chỉ cần thò cái xấu ra này. Anh em bên cạnh nó đặt liền. Và cậu bới ra chuyện là cậu kích động. Không ai người ta hưởng ứng cả. Ngu lắm. Vậy tôi quản trị giáo tiếp cái thằng mất dạy bằng cách là tôi không đụng đến nó, mà tôi đẩy thằng tốt. Anh không thể có môi trường nước để anh bơi được. Còn các anh chị thì suốt ngày cứ thằng nào xấu các anh chị dí nó. Các anh chị càng dí thì các anh chị càng mất cái thằng tích cực. Bởi vì trong quá trình dí các anh chị có một sai lầm nào đó, thằng tích cực nó nhìn thấy các anh chị hẹn rồi, quên nó đi. Trường Doanh Nhân PR.